Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, một buổi sáng phước hạnh cho bài trời chúng ta. Amen. Tạ ơn Chúa, sáng hôm nay thật là một buổi sáng sớm, và tôi suy gẫm lời của Chúa, một phát luật thân đánh mà tôi đã đọc và tôi suy gẫm hôm qua. Mà thật sự sáng sớm hôm nay, đồ khoảng chừng 3 giờ sáng cho đến sáng thì tôi cứ suy gẫm. Và phát luật thân đánh này cứ đi vào tâm tâm trí, đi vào tấm lòng. Và tôi muốn rằng dùng lời của Chúa để đem sự khích lệ cho dân sự của Ngài buổi sáng hôm nay. Amen. Amen. Chủ đề buổi sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ là vâng phục Chúa và hành động theo ý Chúa. Amen. Chúng ta cũng nói là vâng phục Chúa, hành động theo ý Chúa. Hành động theo ý Chúa. Nó mạnh lên, vâng phục Chúa. Vâng phục Chúa. Hành động theo ý Chúa. Hành động theo ý Chúa. Mình nói người bên cạnh chắc chắn bạn sẽ thành công. Bao nhiêu người trong quý vị muốn đời sống mình là đời sống thành công? Amen. Cảm ơn Chúa, thành công trong mọi mặt, không phải chỉ là giải thoát đâu, nhưng mà nhiều hơn khía cạnh khác đi cuộc đời của chúng ta. Amen. Amen. Chúng ta cùng xem trong Giô-suê, ấm phước bảo dùm Giô-suê đoạn 1. Chúng ta đọc từ câu 10 cho đến hết đoạn. Giô-suê đoạn thứ 1 từ câu 10 cho đến hết đoạn. Cảm ơn Chúa. Tôi đọc một câu và quý vị đọc một câu nha. Bây giờ Giô-suê truyền lệnh cho các quan trưởng của dân sự Ma-la. Giô-suê cũng nói cùng người Ru-ben, người Gát và phân lửa chi phái Ma-na-se rằng: Vợ, con nhỏ và bài xúc vật các ngươi sẽ ở trong xứ mà Môi-se mang cho các ngươi về phía bên này sông Giô-đan. Nhưng các ngươi, tức là hết thảy người mạnh dạn, phải cầm binh khí đi ngang qua trước anh em mình và giúp đỡ họ. Những người ấy thưa cùng Giô-suê rằng: chúng tôi sẽ làm mọi điều ông dặn biểu và đi khắp nơi nào ông sai. Chúng tôi sẽ vâng theo ông trong mọi việc đi như người đã vâng theo Môi-se. Chỉ vì Giô-suê đã trời ông ở cùng ông, đi như này đã ở cùng Môi-se vậy. Phàm ai nghịch mạng không vâng theo lời ông trong mọi điều ông dặn biểu chúng tôi thì người đó sẽ bị xử tử. Chỉ ông hãy vững lòng bình chí. Xin hội thánh chúng ta vui lòng đứng lên, chúng ta đọc câu 16 và 17 một lần, một cách mạnh mẽ. Câu 16 và 17, 2, 3. Những người ấy thưa cùng Giô-suê rằng: chúng tôi sẽ làm mọi điều ông dặn biểu và đi khắp nơi nào ông sai. Chúng tôi sẽ vâng theo ông trong mọi việc y như đã vâng theo Môi-se. Chỉ vì Giê-hô-va đứng trời ông ở cùng ông, y như vâng phục Chúa và hành động theo mệnh lệnh của Chúa là điều cần thiết trên mỗi người trong chúng ta. Amen. Chúng ta biết rằng là vâng lời á thì phép lạ xảy ra, mà phép lạ xảy ra vì chúng ta vâng lời. Amen. Và trong sách sau thì chúng ta làm vả sự vâng lời thì là tốt hơn của tế lễ, và sự nghe theo nó còn tốt hơn cả mở cửa gì nữa. Cho nên sự vâng lời là một điều vô cùng phước hạnh. Chưa có một con người nào vâng lời Chúa, hành động theo lời của Chúa mà con người đã thất bại bao giờ. Và tôi cảm ơn Chúa vì hãy chỉ cho tôi trong Kinh Thánh, con người nào có một đời sống vâng phục ý muốn của Chúa
hay là có người đó đầu phục theo, hành động theo đại mạng lệnh của Ngài. Tôi sẽ chỉ cho quý vị cuộc đời của họ đầy phước hạnh và đầy bình an. Cuộc đời của họ dẫu gặp bao nhiêu nan đề thử thách, cuối cùng Chúa vẫn giúp cho họ vượt qua mọi nan đề. Cuối cùng họ cũng được Chúa khen thưởng và Chúa ban phước cho họ y như lòng vâng phục trên đời sống của họ. Ví dụ như chúng ta thấy là Abraham có phải là người vâng phục ý muốn của Chúa không? Abraham đi mà không biết mình đi đâu, làm không biết làm gì như làm người. Có năng đề không anh chị? Năng đề gì đó mới chứ. Nhưng mà cuối cùng thì như thế nào? Gia đình của Noe thì là được cứu, gia đình của Abraham thì là được phước. Như vậy ngay tới đây, bao nhiêu người quyết định vâng phục Chúa một cách trọn vẹn? Hãy lắp coi người bên cạnh, thế nào bạn cũng thành công khi bạn vâng. Chúng ta đã học sách Giô-sê đoạn 1 những tuần trước nè, và chúng ta đã học về những gì mà Môi-se đã truyền lệnh lại cho ông Giô-sê. Và sau đó, chính Đức Chúa Trời phán lời của Ngài cho Giô-sê. Giô-sê nhận lãnh tất cả những lời đó. Thì Giô-sê đi ngủ, Giô-sê bắt đầu quay lại, và Giô-sê không có làm gì thì cũng không có gì xảy ra. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa, Giô-sê đã nhận lấy lời của Chúa từ câu 1 chứ đâu câu số 9. Nhưng mà bắt đầu câu số 10, Giô-sê hành động theo lời của Chúa Trời. Amen. Nhân danh Chúa Giê-xu có cầu nguyện cho hội thánh Sa-lôm là hội thánh sẽ hành động theo lời của Chúa trong năm 2021 này. Amen. Bao nhiêu người quyết định sẽ hành động theo lời của Chúa? Amen. Chúng ta sẽ để ý câu số 10, tôi đọc bản 2010. Bây giờ Giô-sê truyền lệnh cho những người lãnh đạo của dân chúng rằng: hãy chạy khắp đại quân và truyền lệnh này cho dân chúng rằng: hãy chuẩn bị hương thực, trong 3 ngày nữa anh em sẽ vượt qua sông Giô-đan này để chiếm lấy đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em hứa ban cho anh chị em. Wow. Giô-sê bắt đầu làm gì? Truyền lệnh. Ra lệnh để làm gì? Hành động theo những gì Chúa phán bảo. Bằng cách là gì? Thứ nhất là chuẩn bị về lương thực nè, tinh thần nè, và cũng chuẩn bị là đón nhận lời hứa của Chúa nè. Giô-sê truyền lệnh cho dân sự, có nghĩa là ông nhận lãnh những gì từ nơi Chúa, ông truyền xuống cho dân sự của Đức Chúa Trời. Và cả ông Chúa câu 16 và 17 hồi nãy chúng ta đọc là gì? Họ hứa rằng họ sẽ làm theo tất cả những gì mà ông đã phán bảo. Những người ấy thương cùng Giô-sê rằng: chúng tôi sẽ làm mọi điều ông dặn biểu và đi khắp nơi nào ông sai. Chúng tôi sẽ vâng theo ông mọi việc y như đã vâng theo Môi-se. Chúng ta nói là y như ông đã vâng theo Môi-se. Y như ông đã vâng theo Môi-se. Y chang như những gì ông đã vâng theo Môi-se. Có nghĩa là gì? Ông Giô-sê truyền lệnh một cái, cả dân sự đều đáp ứng và hành động theo. Bởi vì sao? Họ nhìn thấy Giô-sê là người đầu phục Chúa, Giô-sê là người vâng phục Môi-se, Giô-sê là người có một đời sống thuận phục. Cho nên ông gieo những hạt giống thuận phục, ông gặt lấy đời sống thuận phục. Amen. Nhiều người nghèo hôm nay muốn ra lệnh cho người bên dưới, nhưng mà bản thân của mình lại không thuận phục người bên trên. Họ có nghe không chị? À. Người ta thường nói vui là gì? Thượng và bất chính, hạ tắc loạn. Đúng không? Đúng. Thượng và bất chính thì hạ tắc loạn thôi. Amen. Nhưng mà cảm ơn Chúa, người nào có đời sống thuận phục Chúa và thuận phục lãnh đạo, người đó trước sau gì cũng là lãnh đạo. Amen. Người có đời sống thuận phục người bên trên, người bên dưới sẽ thuận phục chính đời sống của mình. Amen. 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 Và có một câu chuyện vui. Cái này là thường thường thì giảng trong những ngày gọi là lễ cha, nhưng mà bây giờ thì tôi kể cho anh chị nghe. Một ngày kia thì người cha đó thấy thấy ba của mình là tức là ông nội của thằng bé ăn á, chén nó bị bể, rồi mỗi lần lau chùi cực quá, cái người cha đóng một cái củi, cái củi vậy bỏ ba mình vô đó, rồi lấy cái gáo dừa đó chặt ngang làm cái tô để cho ba mình ăn.
rớt khỏi biển. Và ví dụ như ông ăn dơ xong thì đến nước tạt một cái thì xong xuôi đó. Thì người ta hành động sao á, thì đứa con nó để ý và nó bắt chước y chang vậy. Xong đến một ngày kia thì người ba này lớn tuổi qua đời. Thì ông này cứ đem cái củi đem đi ra ngồi xong thì quăng. Cái đứa con mà đi theo nó, ba cái đường nước quăng ủ lắm. Cái người ba này nói là gì? Ông nội mất rồi, bây giờ để lại làm gì? Cái không cho con sinh, mai mốt bà già con cũng bỏ vô con làm y chang vậy. Ba làm cho ông nội sao thì con cũng làm cho ba y chang vậy luôn. Điều tôi muốn nói là gì? Giô-suê đã vâng phục Môi-se như thế nào thì dân sự ở dưới cũng vâng phục và thuận phục và làm theo Giô-suê y chang theo những gì ông đã gieo với người cấp trên của mình. Amen. Nếu quý vị muốn con cái của mình tin kính, nếu quý vị muốn đời sống con cái mình yêu mến Chúa, thì chính quý vị và tôi cũng phải là người tin kính và yêu mến Chúa. Amen. Nếu quý vị muốn con cái của mình nó có đời sống hiếu thảo của mình, thì chính thành phần cần phải có hiếu thảo với cha mẹ của mình. Amen. Đúng không anh chị? Amen. Như người đàn ông ăn chơi quậy phá quá trình mà ra lệnh cho con cái phải thế này phải thế kia, nó không còn lâu, nó không nói thành lời gì còn lâu. Cho nên trong hội thánh cũng vậy, chúng ta muốn những người bên dưới có một đời sống đầu phục chính mình, thì mỗi một người trong chúng ta phải có một đời sống tinh kính và đầu phục người bên trên của chúng ta. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Giô-suê truyền lệnh và bảo dân sự của Chúa là gì? Hãy đi khắp trại quân truyền lệnh này cho dân chúng rằng hãy chuẩn bị hương thực, trong 3 ngày nữa chúng ta sẽ vượt qua sông Giô-đan và chiếm lấy thành lấy đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã hứa cho anh chị. Nhân danh Chúa Giê-xu tôi cầu nguyện cho những tâm trí nào cảm thấy thủ phòng, những con người nào cảm thấy như là mình đủ rồi, những con người nào cảm thấy là chắc cuộc đời của tôi như vậy, cái số của tôi như vậy, cho nên là tôi nghèo suốt đời như vậy, chắc cuộc đời của tôi cứ mãi như thế này. Nhân danh Chúa Giê-xu tôi cầu nguyện truyền lệnh cho tư tưởng đó lui ra khỏi anh chị này. Năm 2024 này phải là năm chúng ta vâng phục Chúa và hành động theo lời của Chúa để chúng ta kinh nghiệm một đời sống thành công hạnh phúc. Có người họ nói như thế này này, tiền bạc không đem lại hạnh phúc, nhưng không có hạnh phúc nào không cần tiền. Và con suy nghĩ câu này. Amen. Amen. Tiền bạc nó không mang lại hạnh phúc, đúng, nhưng mà muốn có hạnh phúc thì không thể nào thiếu tiền. Cái chuyện mà một tức đều tranh hai quả thiên vàng ngày hôm nay nó xưa dữ lắm, đúng không anh chị? Tới tháng không có tiền đóng tiền nhà, không có tiền đóng tiền cho con học, không có tiền đổ sơn. Tôi nói anh chị nào, chúng ta muốn di chuyển đến đây thì cũng phải tốn tiền. Muốn có một nơi nhốt lại như thế này, có ánh đèn sáng, có cái làm như thế này cũng cần tiền nữa. Cho nên mình lắp vai người bên cạnh là năm này phải hành động. Amen. Tôi cầu nguyện cho những người trong anh chị em trong mặt đất Solo. Tôi luôn khích lệ anh chị em yêu mến Chúa, kính sợ Chúa và hầu việc Ngài. Nhưng tôi chưa bao giờ khích lệ anh chị em bỏ công ăn việc làm. Ừ đó. Và tôi cũng cài ơn thương xót của Chúa. Hầu thánh sẽ cầu nguyện cho những người làm ăn. Quý vị là những người làm ăn trong hầu thánh phải là những người thành công và kết quả. Amen. Hầu thánh có mong muốn những người làm ăn được thành công không chị? Còn có tư tưởng mà tấn công rủa xả hoặc là phỉ báng những người ra đi làm ăn kinh tế không chị? Đừng bao giờ nha chị. Chúng tôi có một cái buổi họp kia người ta nói như thế này nè, năm 2024 này mà ai đã có việc làm xin vui lòng tôn trọng. Tại vì năm 2023 người ta cảnh báo rồi và xảy ra đã đúng như vậy, người ta nói là 2023 chỉ là chuyện nhỏ. Và năm 2024 này nó kinh tế nó còn nhiều, nó còn ảm đạm hơn nữa. Cho nên hầu tất cả những người nào đang có công ăn việc làm hãy tôn trọng, quý trọng, biết ơn Chúa để chúng ta có đồng tiền lo cho gia đình và lo cho người khác nữa. Nghe cái này không phải chúng ta sợ, nhưng mà nghe cái này để chúng ta cẩn thận. Khi tư tưởng chúng ta cứ bảo là gì, tiền bạc là phù du, vật chất đời đời là phù du, đúng, tôi thấy nó phù du thiệt, có đó rồi nó mất đó, chỉ cần một cơn sóng tràn qua thì sập hết, chỉ cần một ngọn lửa thì thiêu tàn hết,
chỉ cần một cái trận lũ lụt một cái thì nhà quê không còn gì cả. Nhưng anh chị em ơi, tôi và anh chị em vẫn còn sống trên đất này mà. Đúng không chị em? Vẫn còn sống trên đất này. Cho nên Giô-sê muốn nói với họ là hỡi dân sự, không phải đi vào xứ thì thờ phượng Chúa là đủ. Nhưng anh chị em vào nơi xứ thờ phượng Chúa, anh chị em cũng cần phải có sản nghiệp, đất đai, nhà cửa để anh chị em ở để thờ phượng Ngài. Amen. Tôi nói như vậy có đúng kinh thánh chỗ này không? Amen. Lúc bây giờ dân sự của Chúa họ bị nô lệ ở xứ Ai Cập là sao? Họ chỉ mong muốn là sao? Không còn nô lệ nữa, không còn đi nhồi gạch làm tường cực khổ, mượn đường đi thờ phượng Chúa, đi vào làm bán thờ phượng Chúa là đủ rồi. Đúng không chị? Trong lúc họ đang bị tù đày, họ đang bị bắt nạt, họ đang bị trói buộc không được thờ phượng Chúa, họ nghĩ như vậy là ok rồi. Cuối cùng Chúa giải cứu họ ra khỏi xứ Ai Cập tội nghiệp. Họ đã được đi ra đồng vắng để thờ phượng Chúa tự do thật. Nhưng mà đi vào thờ phượng Chúa mà tối ngày sáng đêm cũng chỉ là ăn mana mana hoài, họ cũng ngán chứ đúng không? Đôi lúc có một vài người còn muốn quay về xứ Ai Cập để kiếm một chút thịt heo dư hành của việc cho đây nó đầy bụng đúng không? Ta nói là cái tính nó vậy mà. Nhưng mà cái thời kỳ của Môi-se trong đồng bằng nó quá đi rồi. Và đến thời kỳ của Giô-se là Chúa muốn Giô-se dẫn dân sự Chúa vượt qua sông Giô-đan. Hãy chuẩn bị lương thực, hãy chuẩn bị tinh thần, hãy chuẩn bị sẵn sàng để chiếm lấy xứ mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho anh chị em. Amen. Hơn tất cả những người đang nghe sứ điệp hôm nay, tôi nói với anh chị em nè, Chúa muốn anh chị em nhận sản nghiệp từ Đức Chúa. Amen. Mà sản nghiệp đó không phải để các anh chị em hưởng không đâu, mà Chúa muốn anh chị em nhận sản nghiệp đó để phục vụ Ngài. Amen. Như anh Hoàng hồi nãy anh làm chứng đúng không? Nếu ngày xưa bạn còn ở trong xứ Ai Cập, anh đi quấn bài hoài ấy, lấy tiền ra bạn mua xe. Bây giờ Chúa giải cứu anh ra khỏi xứ Ai Cập của nô lệ cơ bản. Bây giờ anh có tiền mua xe, mà xe đó đâu phải là anh dùng xe đó anh đi làm bề bạ. Nhưng anh dùng xe đó đi chở những con người không có phương tiện đi thờ phượng Chúa, điều đó phải là tốt không? Tốt không? Tốt. Như vậy bao nhiêu người đang có mặt ở đây, quý vị đang bị khống chế bởi tiền nhà hàng tháng, bao nhiêu tiền cũng là tiền nhà, bao nhiêu là cũng tiền nhà. Anh chị có quyền cầu nguyện Chúa ơi, Chúa dạy xuống con đang quản cái xứ Ai Cập này. Và con công bố đồng tiền của con mai mốt không phải là để trả tiền nhà đấy, nhưng đồng tiền của con dùng để truyền giáo. Amen. Tôi kể cho anh chị nghe câu chuyện. Cách đây độ khoảng 20 năm về trước, khi chúng tôi còn thuê nhà ở ngoài cách mạng tháng 8, thì lúc bây giờ vàng chỉ có 400 ngàn một chỉ, mà hai vợ chồng chúng tôi thuê căn nhà đó là 1 triệu đồng một tháng. Một tháng như vậy chúng tôi mất hết 2,5 triệu vàng, chưa tính tiền điện nước. Bao nhiêu tiền chúng tôi có và dầu của tiền nhà hết. Một ngày kia bố Tám An đến thăm chúng tôi, ông mang theo công dịch quay mấy ổ mì và trái dừa. Ông làm cho chúng tôi ăn uống xong xuôi, ông nói tiền nhà. Ông nhìn hai vợ chồng tôi, ông nói là con ơi, con hãy đến với Chúa và cầu nguyện. Nói Chúa ơi, mai mốt con sẽ không bị trói buộc bởi cái việc tiền nhà nữa. Nhưng mà con dùng đồng tiền này để con đãi anh chị em con ăn. Nghe xong mà nó sang vời. Thiệt tình anh chị em, hai vợ chồng cũng không biết có cách nào ấy. Nhưng mà cái lời của những người đi trước, lời của những con người được Chúa sức giàu, họ đeo cho mình một cái tư tưởng, họ gieo cho mình một con hướng đi, họ chỉ cho mình một cái lối để đi tới. Và tạ ơn Đức Chúa Trời, sau đó Đức Chúa Trời đã làm ứng nghị theo ê như những gì đề tớ của Chúa đã chúc phước trên chúng tôi. Cho nên bây giờ quý vị không thấy ngại gì mỗi lần hãy giống một là quý vị không chỉnh tính chuyện ăn trước. Tại vì sao? Cô không cầu và dành đồng tiền đó mà trả tiền thuê nhà, nhưng mà dùng đồng tiền đó để mà tiếp đãi anh chị em, đó là phước hạnh rồi. Như vậy tiếp theo cô hiện sẽ là cô nào đấy? Giơ tay xem nào. Ai là người đang thuê nhà? Ai là người đang cao cá? Ai là người đang phong phú? Ngoài vấn đề nhà, ai đó bị nô lệ với vấn đề bao nhiêu tiền hàng tháng mà mua thuốc bài đi bệnh viện ngoài, cô nói cô khỏe em tại ngoài. Chúng ta cầu nguyện công bố là hãy giải cứu ra khỏi xứ Ai Cập đó. Mà thay vì tiền cũng đi quấn bài, hãy dùng đồng tiền đó đi dịch thở. Thay vì tiền đó cô đi bác sĩ mua thuốc ngoài, con dùng đồng tiền đó để đi truyền giáo. Sao có một bài người amen vậy? Quý vị có đồng ý gì đó? Và cảm ơn Đức Chúa Trời, Giô-se muốn nói với sự của Chúa là hãy chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị lương thực, 3 ngày nữa các ngươi sẽ vượt qua
xong rồi rằng các ngươi sẽ đi vào để chiếm lấy những cái nơi mà Đức Chúa Trời đã hứa cho anh chị em. Amen. Bao nhiêu người đã nhận lấy lời hứa của Chúa? Amen. Tôi hỏi anh chị em này, từ khi mà Chúa hứa cho đến khi mà họ nhận được bao nhiêu năm? Biết là trên 40 năm đúng không chị? 40 năm dài hàng ngắn đây. Có một cái lời hứa mà tới 40 năm mới nhận lãnh được. Tại sao? Tại lỗi của Chúa. Không, không. Lỗi của ai? Lỗi của ai? Chưa hứa thì Chúa không làm, chưa hứa đẹp, đúng không? Nhưng mà tội của ai? Do cái bản xác thịt của chúng ta, yếu đuối của chúng ta, cái sự làm bằng, cái sự nghi ngờ, những sự vô tính, những sự bất kính đã làm cho nguồn phước đến chậm, chứ không phải là Đức Chúa Trời phát năng. Amen anh chị em. Nhưng những gì Chúa miệng Chúa thì tay của Ngài có quyền làm chỗ. Amen. Hãy nói người bên cạnh, khi Chúa hứa với bạn không sớm thì muộn nó cũng sẽ đến. Amen. Amen. Chúa đã hứa với bạn không sớm thì muộn cũng sẽ đến. Amen. Sẽ đến nhanh hay là chậm tùy vào thái độ của mọi người. Amen. Có những người đi theo Chúa 40 năm vẫn còn ở đâu đồng bằng, tôi thấy. Nhưng mà có những người mới tin Chúa trong vòng chưa được 4 năm họ đã vào được sự hứa rồi. Thế quý vị có thấy những người đó, họ đơn sơ, bỏ thời gian đơn sơ, họ đã vào được trong sự hứa. Mà bây giờ là nhiều người muốn bỏ cuộc, nhiều người cảm thấy Chúa không còn quyền năng nữa. Nào Đức Chúa Trời của tôi phục chúng tôi ở đâu? Nào Chúa hứa ở đâu? Giô-sê nó không quên chuyện đó đi. Vì các ngươi hãy đứng dậy vượt qua sông Giô-đan. Vì các ngươi hãy sẵn sàng để đón nhận những gì Chúa hứa đang sắp sửa ứng nghiệm đâu đó. Và tạ ơn Chúa là thế hệ từ 20 tuổi trở xuống, thế hệ này nó còn đơn sơ, thế hệ này nó còn mềm lòng, thế hệ này nó không có nghi ngờ, nó không có cả nhân cả bạc, nó không có kiện cáo, nó không lung tung á, thì nó vâng phờ, vâng phục một cách trọn vẹn đến Giô-sê. Và thế hệ đó đã được và sử dụng. Còn cái thế hệ nào mà cái này nó bự quá, đầu óc tính toán rồi kể lẽ rồi kiện cáo viết đơn luôn, ví dụ vậy, thì nó không làm chưa, không làm sự hứa đó. Không, mà chỉ có người nào đơn giản, đơn sơ, thật lòng tin kính Chúa, không làm đau lòng người khác, là chỉ có người đó chắc chắn sẽ vào trong sự hứa. Chúng ta xem lời của Chúa ở trong Thi Thiên 15. Xin mời Phước mở trong Thi Thiên 15 để tôi muốn chia sẻ điều này. Vì Chúa muốn chúng ta là những con người nhận lấy sứ hứa của Chúa. Amen. Những con người chúng ta, Chúa muốn chúng ta cần phải nhận lấy sứ hứa từ Ngài. Cảm ơn Đức Chúa Trời, Chúa hứa với mỗi người trong chúng ta. Tôi tin chắc là những gì miệng Chúa hứa thì tay của Ngài có quyền làm chọn được. Amen. Cảm ơn Chúa. Tay Chúa hứa thì miệng Ngài có quyền làm chọn. Miệng Chúa hứa thì tay của Ngài làm chọn được. Hallelujah. Chúng ta cùng đọc chung là 2-3. Hỡi Đức Giê-hô-va, ai sẽ ngủ trong đền thờ Ngài, ai sẽ lên núi thánh Ngài, ấy là kẻ đi theo sự nghe thẳng, làm điều công bình và ở lời nhắc trong trong lòng. Kẻ nào có lưỡi không nói hành, chẳng làm hại cho bạn hữu mình, không như thiện sĩ cho kẻ lâm cận mình. Người nào khinh dễ kẻ gian ngang, nhưng tôn trọng kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va. Kẻ nào thề nguyện giàu có tổn hại cũng không đổi giờ gì hết. Người nào không cho vay lấy lời, chẳng lấy ông đổ đồ đại kẻ vô tội. Kẻ nào làm các điều ấy sẽ không hề đúng lòng. Amen. Anh Phúc chiếu lại câu số 1. Kinh Thánh Chúa bảo là gì? Hỡi Đức Giê-hô-va, ai sẽ ngủ trong đền tạm của Ngài, ai sẽ lên núi thánh Ngài? Lạy Đức Giê-hô-va, ai sẽ được ngủ trong đền tạm Ngài, ai sẽ được ở trên núi thánh Ngài? Đó là những con người mà được vào trong sự hiện diện của Chúa, được hưởng những cơ nghiệp đời đời, những cái phước hạnh, những lời hứa mà Chúa dành cho những con người đó. Những con người đó cái tiêu chuẩn là gì? Ấy là kẻ đi theo sự ngay thẳng. Câu số 2 không? Ấy là người đi theo sự ngay thẳng và làm điều công bình. Chúng ta nói người bên cạnh hãy đi theo sự ngay thẳng. Những con đường nào mà nó quanh quanh quèo quèo chúng ta đừng đi theo, đúng không? Những cái gì nó quanh quèo quèo mà lắc lắc cái chúng ta đừng đi theo. Không sớm thì buồn ngủ hào tòa mệt lắm. Tôi nói thiệt, dù có quan cao chức lớn cỡ nào mà quanh quanh quèo quèo, tôi nói là cuối cùng phải ra tòa. Vừa rồi chúng ta thấy quá chừng ha,
nhiều người. Chất cao trong đó là tứ, những cái chất chất cao vô cùng. Dù ông to bà lớn đi mà nếu mà đi gần quanh quanh rồi không sớm thì một cũng hầu tòa, cũng ăn cơm của nhà nước. Cho nên chúng ta phải làm ấy là kẻ đi theo sự nghĩa thẳng, làm điều công bình và nói lời chân thật ở trong lòng. Nói lời chân thật ở trong lòng, cái sự nói thật đó rất là quan trọng. Kẻ nào có lưỡi không nói thật chẳng làm hại cho bạn hữu mình, không gieo điều xỉ nhục cho kẻ lân cận mình, quan trọng. Những người nào thích nói thật, ôi ngồi lại rồi bàn tính rồi nhắn tin rồi tôi nói gì cứ hành tỏ vậy. Hỏi đó chị em, ba cái hành tội, ba cái nói không có hiện hữu trên đời sống của tôi và anh chị em, chúng ta sẽ có một giấc ngủ ngon. Amen. Tôi đã bảo anh chị em, chúng ta muốn được ở trong núi thánh của Chúa, muốn nhận lãnh được cơ nghiệp của Chúa, muốn những người khác vâng phục mình. Tôi nói anh chị em là không cần gieo sỉ nhục cho người khác. Amen. Nhưng phần chúng ta cứ làm đẹp lòng Chúa, phần còn lại chính Chúa sẽ đáp ứng cho mọi người. Amen. Bao nhiêu người thuộc của tôi ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33 nè. 2, 3. Nhưng Chúa có hãy tìm kiếm được Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, rồi Ngài sẽ cho thêm cái nữa mọi điều ấy nữa. Thì đầu tiên là phải tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, sự công bình của Ngài. Rồi phần còn lại là gì? Chính là Ngài là đó ban cho thêm mọi điều ấy. Khi mình cứ làm đẹp lòng Chúa, xong xuôi rồi tôi nói anh chị em rằng Chúa là đấng chu cấp cho chúng ta. Mà khi mà Chúa chu cấp cho chúng ta cũng sẵn sàng đón nhận những sự ganh ghét giống như Joseph đã từng bị. Chúng ta sẽ bị kỳ cáo, chúng ta sẽ bị lên án giống như Joseph đã bị. Nhưng anh chị em ơi, phước cho người nào bằng kính sợ Chúa và không bắt mưu bằng quỷ. Amen. Kẻ nào có lưỡi mà không nói hành, không làm hại kẻ cho bạn hữu mình, không gieo điều sỉ nhục cho kẻ lân cận. Nhiều người có thích gieo sự sỉ nhục cho người khác chứ vậy anh chị em, chứ vậy đúng không? Rắn quá à, rắn á. Gì bắt đêm ngủ không được rồi tức tối rồi quậy phá chứ vậy làm sao họ thánh phát triển được. Tôi đảm bảo những con người có thái độ như vậy họ thánh không thể nào phát triển. Tôi đảm bảo những con người có thái độ đó không bao giờ có sự bình an, và tôi cũng khẳng định những con người như vậy không thể nào có sự sức giàu. Cho nên nhờ ơn Chúa, chúng ta sẽ học trong Thi-thiên và chúng ta làm theo lời của Chúa. Chủ đề là gì? Vâng phục Chúa và hành động theo lời của Chúa. Chúng ta đọc chung câu số 4 này, 2, 3. Người nào kính nghĩa kẻ dân ác, nhưng tôn trọng kẻ đứng sợ sự mà là kẻ nào thể hiện giàu tấu hại cũng không bao giờ gì hết. Cái gì mà đã dân cho Chúa là thuộc về Chúa rồi đúng không? Không mua bán gì đó nữa đâu. Nếu bây giờ dùng cái đó mà mình lấy lại, mình bán, tức là mình lấy lại, hoặc mình dùng để mình kinh doanh, còn đây mỗi lần cái tốn tiền không có nó lại đâu. Nhưng mà chúng biết, đúng không chị? Cho nên ví dụ như là tôi có cái này, tôi đưa người này mà tôi thấy không được mà tôi lấy lại, đó mới lấy lại. Còn cái này tôi đưa người này, nó có ngồi nằm im đó, nó có nằm im đó thì không thể gọi lấy lại được, đúng không anh chị? Phải định nghĩa sự lấy lại. Rồi ví dụ như là chúng ta cần phải định nghĩa là gì? Lấy của chung là của riêng và lấy của riêng là của chung. Thế này, để ví dụ như đã dân rồi thì hầu thánh sinh hoạt thì làm sao là của riêng được nữa, đúng không anh chị? Của riêng là khi nào mình về đây cũng là của riêng nè, đúng không anh chị? Cái nhiều người giải thích mà không đúng. Cho nên là gì? Chúa muốn chúng ta là gì? Khinh dễ như kẻ làm vàng hả? Mấy cái vàng đó mà người tôn trọng thì chết đấy nha. Là cái bài đó bắt buộc. Rồi nhưng mà tôn trọng kẻ kính sợ Đức Sư Hồ Hoa. Kẻ nào thề nguyện giàu tổn hại cũng không đổ giờ gì hết. Amen. Cảm ơn Chúa. Cái này nè, nhiều người đã học rồi thật bản chính nè. Người nào không cho vay lấy lời, có quỷ nó dụ, mới vô ham lời, ham lời. Tôi có biết được một cái người kia xa xa chút, nó không có liên quan tới thánh mình. Cái tự nhiên có lên trên mạng ban đêm á, cái người ta nói là cô ơi, cô muốn đầu tư á, thì cô đầu tư này diễn có lời lắm. Cái rồi cái nó ok, lên có lời, cô cho vay cái này nhanh lắm. Cái là cô bỏ vô 5 triệu thử đi, bỏ vô 5 triệu 3 ngày
3 tiếng đồng hồ sao chứ lời lên được 7 triệu rưỡi. Trong vòng có 3 tiếng đồng hồ được 2 triệu rưỡi là cộng có 5 triệu rưỡi là được bao nhiêu? 7 triệu rưỡi. Ngon lành quá. Cô ơi, cô đầu tư tiếp đi. Cô bỏ vô 10 triệu. Khoảng 5-6 tiếng đồng hồ sao lỡ một phát 15 triệu. Cô ơi, buồn quá. Thật quá. Cô ơi, đang được. Cô tiếp tục đi. Đầu tư 400 triệu. 400 triệu. Wow, bao nhiêu tiền bạc dắt hết vô đầu tư đó, cho vay lấy lãi gì đó rồi gì à, giải ngân gì đó rồi gì đó, làm với những cái gì siêu lời á. Vô bỏ 400 triệu, cứ nộp cho đến khi đủ 400 triệu. Điện thoại chúc bác nhắn tin của ông Trương nữa. Và cuối cùng không còn liên lạc được nữa. Anh chị em ơi, muốn ra lầu, muốn ra cầu nhảy tự tử. Và cái sự ám đạm kia thảm vô cùng. Và điều này nó làm cho cảm thấy bị đau đớn, bị mất dinh dưỡng, bị quê, bị tức, bị tất tốn tiền đủ thứ. Cho nên nhờ ơn Chúa, đừng bao giờ chúng ta tham gia cái việc mà cho vay lãi lợi. Đừng bao giờ tham gia đỏ đen trong những ngày Tết này. Amen. Xin làm ơn. Tôi xin nhắc lại, Tết tới là một cái dịp vui để cho chúng ta dừng lại một năm. Cảm ơn Chúa vì biết ơn Chúa trong một năm trôi qua bình an. Rồi chúng ta cần biết ơn hoặc thăm viếng nhau, hỏi thăm với nhau, chúc Tết cho nhau tốt lành trong ý muốn của Chúa thì được. Nhưng mà dùng cái Tết để mà đỏ đen thì không nên. Amen. Cái Tết có phải là gì để chúng ta phô Chúa? Amen. Có cái gì mặc cái đó. Amen. Đừng có phí tiền để mà sắm áo xuống quần. Amen. Amen. Dịp Tết có phải là gì để cho vợ chồng cãi lộn? Vợ thì muốn gì bên ngoài, chồng thì muốn gì bên nội. Hai bên cãi nhau đánh nhau cũng còn không gì bên nào hết mà vui vậy. Đã xảy ra rồi. Và sáng nay tôi đã đọc một người cái vừa là người mẫu, vừa là thi hoa hậu, rồi diễn viên, cuối cùng là việc từ từ chết, mới chết nè, để lại bao nhiêu đau thương, mới 4 mấy tuổi rồi. Nhà buôn bán nữ trang nữa, mà cuối cùng là gì? Quá chuyện về một căng thẳng, cuối cùng chết. Tôi nói anh chị em, hãy nhờ ơn Chúa mà đừng bị mắc vô những điều đó. Năm này là năm Chúa muốn chúng ta vâng lời Chúa và hành động theo lời của Chúa. Cảm ơn Chúa Trời, chúng ta đã lại trong sách Giô-suê. Dân sự của Chúa nói với Giô-suê là gì? À, Giô-suê khi ông nói từ câu 12 đến đây là Giô-suê cũng nói với người Ru-ben, người Gác và phân nửa bộ tộc Manasseh rằng: hãy nhớ lại lời Môi-se để tớ của Đức Sư-ba tôi đang đọc khoảng 2 câu 10 đã truyền cho anh em rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em là một nơi an nghỉ và anh em ban cho đất này cho anh em. Vợ con cái và súc vật của anh em sẽ ở lại trong đất mà Môi-se đã ban cho anh em ở bên này sông Giô-đan. Nhưng anh em, tức là những con người mạnh dạn, phải cầm vũ khí vượt qua trước anh em mình và giúp đỡ họ. Trong năm mới này, trong năm 2021 này, Chúa muốn chúng ta là gì? Những người mạnh hãy giúp đỡ cho những người yếu. Amen. Tôi quan lên cái tinh thần của anh em trong hội thánh sau. Amen. Tôi cảm ơn Chúa vì tôi được là một sư của hội thánh này. Amen. Anh chị em rất là yêu thương nhau và tôi thấy các anh chị em những người mạnh hay giúp đỡ những người yếu. Amen. Và bởi đức tin tôi cầu nguyện cái năm mới này, những người yếu, quý vị đừng yếu hoài, hãy dùng dạy để giúp đỡ người khác. Bao nhiêu người muốn nằm một chỗ thì người ta giúp đỡ một người? Bao nhiêu người muốn năm nào mình sẽ là người mạnh mẽ đứng lên giúp đỡ người khác? Bao nhiêu người muốn người ta thương xấu hàng tháng mua lo, người ta cho mình xíu để mình trả nợ? Hay là bao nhiêu người muốn mình trở thành người khá giả để giúp đỡ người khác? Amen. Bao nhiêu người đứng cầu nguyện cho tôi lúc này tôi yếu lắm, tôi mới bị gớm rồi, tôi mới phạm tội rồi, chứ cầu nguyện chứ là nhiều lần con bóp ngã chưa năng đỡ con, rồi nhiều lần con té ngã chưa năng đỡ con, nó hoài vậy. Thôi đừng đi trò nữa, đúng không chị em? Quyết định trong năm mới này phải vượt qua sông Giô-đan. Hãy nói được tôi bên cạnh, năm mới này phải vượt qua sông Giô-đan. Vượt qua sông Giô-đan. Cái nào nó cản trở chúng ta, cái nào là chúng ta phải là người vượt qua trước, rồi chúng ta quay lại giúp đỡ những con người nào chưa vượt qua được. Amen. Hãy giúp đỡ họ. Anh em qua trước mình phải giúp đỡ họ. Cho đến chừng nào Jehovah ban sự an nghỉ cho anh em các người, y như đã ban cho các người. Và gì? Và đến khi họ cũng đã nhận được sứ mà Jehovah Đức Chúa Trời
các ngươi ban cho, đoàn các ngươi sẽ trở về xứ mình là xứ Môsê đệ tớ của Đức Giê-hô-va đã ban cho các ngươi về phía bên này sông Giô-đan là hướng mặt trời mọc, rồi các ngươi sẽ lấy nó làm sản nghiệp. Chúng ta cùng nói là con sẽ lấy nó làm sản nghiệp. Con sẽ lấy nó làm sản nghiệp. Con quyết định sẽ lấy nó làm sản nghiệp. Những người nào chưa có con mà khao khát à, Chúa ơi năm này con sẽ có con để làm sản nghiệp. Amen. Những người nào chưa có gia đình, Chúa ơi con khao khát con có gia đình để làm cơ nghiệp. Amen. Những người nào cảm thấy bài chiên mà chưa được phát triển, con bảo rằng bài chiên của Chúa được phát triển, con dùng đó làm cơ nghiệp. Amen. Người nào không có nhà, con bảo rằng nhà của con có để mời người thánh tế thờ Chúa, đó cũng là cơ nghiệp. Những niềm vui nào chúng ta đang bị mất thì nói Chúa ơi con quyết định lấy lại tất cả những niềm vui đó để làm cơ nghiệp cho đời sống con. Amen. Con lấy tất cả những gì mà quân thù nó lấy, bây giờ con sẽ chiếm lại ở trong danh Chúa Giê-xu. Môi-se thì đạo phục Chúa, đúng không? Giô-se thì đạo phục Môi-se, dân sự của Chúa thì đạo phục Giô-se. Nó có một cái sự từ trên xuống dưới. Mình thấy cái gia đình nào mà người cha tôn trọng ông nội thì người con ở dưới cũng tôn trọng người ba, gia đình nó vô cùng đầm ấm và hạnh phúc. Gia đình nào người vợ tôn trọng người chồng thì con cái cũng tôn trọng ba của nó. Có nhiều người chồng á, họ cũng có nhiều điểm mạnh mà người vợ gạt có một bên, tìm những điểm yếu người chồng để tố lên, và những đứa con nó biết được điểm yếu người chồng người ba của nó không quan phục ba nó. Hậu quả ai chịu biết liền, hậu quả ai chịu biết liền. Cho nên tôi cầu nguyện cho mỗi người trong chúng ta, đừng dùng sức mạnh của mình để tấn công chồng, cũng đừng dùng cái mạnh của mình để khinh bỉ vợ. Và các con và những người trẻ cũng đừng dùng cái sự khôn ngoan của mình để khinh bỉ ba mẹ của mình. Nhiều người ba người mẹ đã đi mất từng miếng đất, bóc từng con ốc, hái từng cọng rau để gom tiền cho con ăn học, mong rằng nó sau này nó thành đạt, nó khá giả, ai về nó học giỏi rồi nó biết, nó về nó khinh, nó coi thường. Giờ này cũng chưa biết bấm máy, giờ không biết wifi là gì nữa, cứ la lên mà nó coi không là gì. Bây giờ một từ tiếng Anh để làm đâu nó không có nữa, bây giờ tao tối ngày nay tao còn bụng hoài để biết cái tiếng Anh mày cứ nạt nổ ra nó. Hỡi những người làm con, đừng bao giờ khinh dễ cha mẹ của mình. Amen. Amen. Cha mẹ mình hy sinh tất cả cho mình học, không phải để gì mình khinh dễ, nhưng mình học để mình về giúp đỡ cha mẹ của mình. Amen. Hallelujah. Anh chị em, ví dụ như các mục sư cũng chăm sóc mọi người này chúng ta, nó mục sư gì mà không biết chút gì về âm nhạc hết, Chúa dùng mỗi người một việc. Amen. Ông sư bọn nhiều đời cũng lời chẳng giải đúng đó, anh trông chẳng làm hèn nhát, có chị em làm rối, và cuối cùng hội thánh không có phát triển được vì sư làm hết trơn rồi, không làm sao chết sớm. Nhưng chúng ta cần phải biết rằng trong hội thánh có người việc này người việc kia để hỗ trợ với nhau để làm cho hoàn tất công việc của Đức Chúa Trời. Cho nên những con người nào đi truyền giáo được khinh thường những người dạy dỗ kinh thánh. Amen. 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 Những con người nào đi dạy dỗ kinh thánh cũng đừng bao giờ khinh thường các mục sư. Amen. Nhưng mà các mục sư cũng đừng bao giờ khinh thường những người bên đầu trợ. Amen. Giảng cho cố mà đầu trợ mà không lo đổ cho mày đâu nha. Những con người làm kiển đèn cũng đừng bao giờ khinh thường những con người lau chùi, lau dỗ. Hãy hỗ trợ lẫn nhau anh chị. Amen. Và cảm ơn Chúa, dân sự của Chúa đã vâng phục Môi-se. Chúng ta để ý là câu số 16 và 17 hay câu này tôi rất thích. Chúng ta để ý câu 16 trước này, 2, 3. Những người ấy thưa cùng Giô-suê, chúng tôi sẽ làm mỗi điều ông dặn hiểu và đi khắp nơi nào ông sai. Những người ấy, ông có 16, thì là câu 16. Những người ấy thưa cùng Giô-suê rằng chúng tôi sẽ làm mọi điều ông dặn hiểu. Wow. Những người ấy thưa cùng Giô-suê rằng chúng tôi sẽ làm tất cả những điều như ông bảo và đi bất cứ nơi nào ông sai phải. Một cái sự đầu phục một cách vô điều kiện, một sự đầu phục một cách hoàn toàn. Và đó là những người ấy là số đông thưa cùng Giô-suê rằng chúng tôi sẽ làm một vài điều ông dặn hiểu, đúng không? Bao nhiêu điều? Bao điều ông đã dặn hiểu và đi khắp nơi nào tôi thích, tôi đi chỗ nào tôi không thích tôi không đi, đi bất cứ nơi nào ông sẽ đi. Cho nên có những chỗ
mà chúng ta thích đi, nhưng mà có những chỗ chúng ta lại không thích đi. Mà đôi lúc có những chỗ mà Chúa muốn sai chúng ta đi mà chúng ta không muốn đi, nhưng mà Chúa muốn chúng ta cũng phải vâng phục. Amen. Sáng hôm nay thì trước khi giảng bài giảng ai thì tôi cũng đã giảng cho những bạn 6 người trước, và trong nhóm tập thể dục sớm của chúng tôi, nhóm thì có một ông chủ ông hỏi là mục sư Phong, bây giờ thì nhóm nó hồng qua tôi là mục sư Phong bây giờ nói về sự tha thứ mà tôi hỏi như thế này nè, ông có gửi cho tôi những câu kinh thánh này chú biểu là hãy tha thứ cho người khác như là Chúa đã tha thứ cho mình, thì nghe như vậy. Nhưng tôi có một điều gì, tôi hận một người bà con của tôi hận lâu lắm và bây giờ không cách nào lấy ra khỏi lòng tôi được hết. Bây giờ làm thế nào để tôi tha thứ cho người đó được? Họ đưa những cái điều đó và tôi lắng nghe và người này nói đi ý này, người kia ý kia, thì có một người nó là muốn hết tha thứ mà đó là quá cho bao trận là mình đã tha thứ được. Có người đó là từ luôn, đừng có liên lạc gì nữa là hết trận, không gặp mặt cái gì hết, họ đưa đủ điều cả. Nhưng mà sau đó thì tôi mới nói như thế này nè, đúng vậy, bản sức riêng của chúng ta muốn tha thứ cho người khác tha thứ không nổi đâu. Nhưng chúng ta phải nhờ sức của Chúa để chúng ta đủ sức mạnh để tha thứ cho người khác. Mình tha thứ cho người khác là mình làm ơn cho chính bản thân của mình. Tôi chia sẻ về câu chuyện của bà Lan trên chiếc tàu và ông Mười. Chúng ta còn nhớ câu chuyện đó không? Có một số người không biết thì tôi có thể kể lại. Một ngày kia thì năm 78, đất nước có sự căng thẳng cho nên người ta mới gọi là đi vượt biên. Và sau đó thì đi vượt biên thì bà Lan này thì vợ của ông Thiếu Quý, mà ông Thiếu Quý đã bị qua đời cho nên để lại một vợ và một đứa con 6 tuổi. Thì đến tàu vượt biên thì do ông Mười tổ chức trên chủ thuyền. Và ông Mười dặn á, những người nào đi á thì phải chuẩn bị nước và thức ăn, bởi vì chúng ta không biết khi nào tàu chúng ta sẽ cập đến bờ bên kia, cho nên mọi người phải đi và chuẩn bị thức ăn, xin nước uống đầy đủ. Nhưng mà tàu lên trên biển 6 ngày rồi mà không tìm được một bến bờ. Thì cuối cùng như thế nào? Thoát nước. Bà Lan đến xin ông Mười rằng, ông Mười hãy cho tôi một ít nước cho con trai tôi uống. Ông Mười không những không cho mà ông Mười còn la cho bà Lan một trận. Tôi đã nói với bà con rồi, mỗi người phải chuẩn bị nước uống, thức ăn đầy đủ, tôi lo cho bà, không tôi lo. Thì cuối cùng qua đến ngày sau xin thêm một lần nữa không được, và đứa con 6 tuổi đã chết trên tay của bà Lan. Mà trong khi chết như vậy thì theo luật của những người đi thuyền là gì? Thủy tới đem đứa con qua sông biển, trước cảnh đau thương chồng đã chết, gia tài đã tan tành, và bây giờ còn đứa con thân yêu của mình cũng bị quăng xuống biển là mồi cho cá luôn. Bà Lan bà trở thành người khùng, bà điên, bà tức, bà không thể nào tha thứ được cho ông Mười. Bà lên trên cuối cùng thì tàu cũng cập vô được Hồng Kông, và ở trên Hồng Kông như vậy á thì bà sống trong sự hận thù. Thì sao tóc của bà dài như thế này nè, không hớt, răng của bà cũng không đánh, áo quần của bà giờ nhé, bà đã thành cái người mất trí mất thần vì sống trong sự hận thù và cái này. Tôi kể cho cả nhóm nghe. Thì bây giờ nhiều ngày tháng qua, thì bỗng một ngày kia thì có một đội tin lành đến, và người tin lành làm chứng về Chúa Giêsu. Nhiều ngày thuyết phục cho bà này, dạy bà cách yêu thương, dạy bà cách tha thứ, dạy bà cách để thuận hòa. Thì sau đó bà tiếp nhận Chúa Giêsu. Bà bắt đầu được người khác đánh răng, rồi làm tóc, rồi thay áo luôn, và trở thành một con người bình thường trở lại. Bà học kinh thánh, bà yêu với Chúa, bà rất là tươi tắn và rất là xinh đẹp trở lại. Nhưng sau một thời gian rồi khoảng 3 năm sau, vẫn chưa được đi qua lần nước thứ ba. Và trên tàu trên đảo có một cái buổi gọi là đại hội đồng của những con cái của Chúa. Và đại hội đồng như vậy thì tập trung vào một cái liều tốt về đến thờ của Chúa. Thì vừa bước qua thì bà bước qua trong cái chỗ nhà thờ đó, bà thấy ông Mười ở trong người đó. Bà bước đọc râm 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 mà nói là chỗ nào có ông cha Mười đó thì không có ông Mẹ Lan. Mà hễ mà có ông Mẹ Lan thì không có cha Mười đó. Bà Lan bỏ bà Lan đi về, đi về trong sự hận thù, đi về trong sự tức tối, những cái ký ức cứ gợi luôn trở lại và cay đắng. Và bà khi bà bắt đầu bà hận thù trở lại á, quỷ nó nhập lại cái đời sống của bà. Bà bắt đầu đen sẫm lên trở lại và nói nhảm, và kêu tên của con bà này, kêu tên của người chết, nói hoài nó nhảm hoài về và nói trong sự hận thù. Bà trở về, cuộc sống bà trở nên tệ hại hơn lúc trước. Sau đại hội đồng mấy ngày sau, nhiều người tới cầu nguyện giải cứu thuyết phục hoài vậy. Cuối cùng một ngày kia là gì? Bà quyết định hành động. Bà đi đến thẳng nhà của ông Mười này để gặp hai vợ chồng ông Mười.
hai vợ chồng ông Mười ra quỳ gối bà lại và phán xin bà là lòng: bà ơi, bao nhiêu năm qua tôi đã trằn trọc vằn vặt về các đứa tôi đã đối xử với đứa con của bà, làm cho đứa con bà mắc tôi đau đớn rồi, cho nên tôi đã tìm đến Chúa, Ngài đã tha thứ cho tôi rồi, bây giờ tôi cũng mong bà tha thứ cho tôi để cho tâm trí tôi đời sống tôi được bình an. Bà Lan nó nói ông Mười rằng: tôi đến đây không phải để mắc lỗi ông, mà tôi đến đây để xin lỗi ông, vì tôi là một người giữ lòng hận thù, cho nên chính đời sống tôi cứ ở trong sự bất an và đau khổ, xin ông tha lỗi cho tôi. Lúc đó hai vợ chồng ông Mười quỳ xuống và khóc nức nở. Bà Lan kể lại là nguyên một gánh nặng bao nhiêu ký mà nó nặng chịu trên đầu, trên lòng của bà, trên đầu của bà, trên óc bà, nó được rớt xuống khi bà nổ lời tha thứ. Và cảm ơn Chúa, bà tha thứ được. Hai vợ chồng ông Mười và bà Lan đi làm chứng về Chúa, đi đến đâu thì người ta tin Chúa đến đó. Điều tôi đang nói là gì? Những cái điều gì ê với tôi, những điều gì nó trói buộc, những điều gì nó khống chế chúng ta bấy lâu nay, chúng ta phải nhờ ơn Chúa gạt bỏ nó qua một bên, và mục tiêu chúng ta phải chiếm được sự hứa của Chúa. Đức Chúa Trời ngày muốn chúng ta chiếm được sự hứa của Ngài. Amen. Và họ nói rằng chúng tôi sẽ làm mọi điều ông dặn biểu. Bao nhiêu người buổi sáng nay quyết định sẽ làm theo một điều ông dặn biểu? Có quyết định tha thứ cho người khác không? Làm theo một điều ông dặn biểu. Sáng hôm nay ông nói giảng về sự tha thứ, có quyết định tha thứ không? Nếu quý vị không chịu tha thứ là quý vị vẫn còn ở trên kia sông Giô-đan. Nhưng quý vị đã tha thứ thì quý vị đã vượt qua được sông Giô-đan. Ông nói là tôi sẽ làm theo một điều ông dặn biểu. Buổi sáng nay tôi cũng nhờ Chúa cũng chia sẻ cho anh chị em: đừng giữ lòng cay đắng, đừng giữ lòng hận thù. Tôi cũng khích lệ cho chính người giảng là đừng giữ lòng tổn thương nữa con. Tôi phải dặn bảo chính con người này: con đừng giữ, con người này thì không biết đâu hận thù rồi, con người này giữ lòng tổn thương, tổn thương á. Nhưng tại sao? Nhưng mà hãy nhờ ơn Chúa gạt bỏ qua một bên và quyết định làm theo mọi lời Chúa đã phán bày. Vâng phục Chúa cách hoàn toàn và hành động theo lời Chúa, chúng ta sẽ được thành công và thiên đàng. Amen. Và sẽ đi khắp nơi nào ông sai chúng tôi đi. Có những chỗ chúng ta dễ đi lắm, nhưng mà có những chỗ khó đi lắm anh chị. Đi ra đang nói về biển bên, về đến chỗ khu A, khu B, tỉnh này, tỉnh kia, nhà này, nhà nọ. Nhưng mà đi này cũng đang nói về nghĩa bóng nữa, đúng không chị? Hãy đến với chính bản thân của mình, hãy đến với những hành động của mình, hãy đến với việc làm của mình, hãy đến với cái chỗ nơi mà Chúa nói là hồi nhỏ ngươi muốn đi đâu thì đi, bây giờ ngươi lớn rồi, người ta đã lớn ngươi dẫn ngươi đi đến cái chỗ mà ngươi không muốn đi. Yêu thương những con người mình không yêu thương được, tha thứ những con người mình không thể là tha thứ được, ban cho những con người mình không thể là ban cho được, làm hòa với những con người mà mình nghĩ là không thể là làm hòa. Cầu nguyện cho những con người nào mình nghĩ là con không muốn đụng tới con người này, giống như là nó là thành Ninive đối lại ông Jonah vậy. Nhưng mà con người nào vâng lời, con người đó được phước. Con người nào giữ lòng cay đắng là con người đó sẽ bị ở nơi đồng vắng và hưởng một cái cây dưa leo, rồi chính cây dưa leo đó cũng sẽ bị con sâu cắn mà thôi. Cuối cùng cũng phải đi đến chỗ mà Chúa sai đi, nhưng mà đi trong sự đau khổ. Và cảm ơn Chúa, họ sẽ làm những gì mà ông đã dạy bảo. Chúng ta đọc câu 17 rồi chúng ta sẽ nghe, rồi chúng ta sẽ cho biết rằng chúng tôi sẽ vâng theo mọi việc y như đã vâng theo Môi-se. Wow! Chỉ nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông ở cùng ông y như Ngài ở cùng Môi-se vậy. Câu 18: phàm ai nghịch bằng lòng không theo lời ông trong mọi điều ông dặn biểu chúng tôi thì người đó sẽ bị xử tử. Chỉ ông hãy vững lòng bền chí. Tự mà đưa ra luôn, mà nó ai mà không bao phục, ai mà đổ loạn người đó sẽ bị xử tử. Ngày hôm nay những con người đổ loạn, những con người chống lại những người lãnh đạo sẽ bị xử tử. Ngày xưa thì xử tử gọi là giết chết bằng gươm bằng giáo, nhưng ngày hôm nay xử tử bằng nhiều cách khác nhau, đúng không chị em? Sẽ bị chết về cái tiếng của mình, sẽ bị chết về cái uy tín của mình, sẽ bị chết về cái sự sức giàu của mình, sẽ bị chết về những sự bình an, sự tôn trọng về đời sống của mình. Cho nên tôi mong muốn rằng trong Hội Thánh Sa-lôn không người nào bị xử tử. Nhưng tôi muốn trong Hội Thánh Sa-lôn tất cả mọi người đều sống động
vì chúng ta vâng theo lời của Đức Chúa Trời. Riêng họ chỉ yêu cầu Giô-sê là gì? Riêng ông á, ông hãy vững lòng bình tĩnh. Cho nên mình sẽ cầu nguyện cho những là những nhà lãnh đạo, họ phải vững lòng, họ phải bình tĩnh, họ có đủ khả năng để dẫn dắt dân sự đi theo. Chúng ta cũng cầu nguyện cho những người lãnh đạo, cầu nguyện cho những người làm trong, những người làm giám đốc, những người chủ công ty, họ mới mạnh mẽ thì họ mới kéo nguyên một dàn đi theo phía sau, đi vào trong xu hướng của Chúa được. Tốt rồi, bài chia sẻ này tôi muốn dân sự của Đức Chúa Trời này, hãy vâng phục Chúa trong mọi hoàn cảnh. Hãy hành động theo những gì chúng ta nghe và những gì chúng ta hành động, chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Chúng ta cùng đứng lên nói: Chúa ơi, giúp cho con lời Chúa. Chúa ơi, giúp cho con hành động theo lời Chúa. Con khao khát một năm thành công. Chúng ta đưa tay lên cao và nói: Chúa ơi, giúp cho con lời Chúa vô điều kiện. Chúa ơi, giúp cho con lời Chúa vô điều kiện. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.